Xin chào, Camin và các bạn đang xem một đoạn video tóm tắt. Trong đó chúng tôi sẽ chia sẻ về những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử phát triển vận tải đường dây và cộng đồng Skywalk Community trong những tuần qua. Đại diện USCA Transport đã tham dự sự kiện chuyển tiếp tương lai. Tại công viên sinh thái đã vận hành Ulibert 48 chỗ ngồi. Anatoly Zilki đã bắt đầu được phỏng vấn cho các bộ phim truyền hình tại Sara. Và chúng ta đừng lãng phí thời gian, hãy chuyển ngay đến sự kiện đầu tiên. USCAI và các đại diện giao thông đã tham dự sự kiện hướng tới tương lai. Do chính phủ điện tử Sara tổ chức, bộ phận cùng với Galer. Như một phần của sự kiện, công viên đổi mới và nghiên cứu công viên công nghệ Sara đã tổ chức một cuộc họp bàn tròn. Giám đốc điều hành Hussein Amarmouzi và những người đứng đầu công ty thường trú đã thảo luận các hình thức hợp tác khả thi, bao gồm các dự án thương mại dài hạn vận tải thế kỷ Jura. Không chỉ ở Sara mà còn khắp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Khởi động và vận hành một chiếc Ulibert 48 chỗ ngồi bắt đầu ở Eco Technopark. Nó đã được gửi đến trung tâm để triển khai thực tế và trình diễn công nghệ của chúng tôi sau khi cải tiến trong sản xuất. Những thay đổi đã ảnh hưởng đến các kỹ sư, đơn vị mô đun hành khách và lực kéo cùng với các chuyên gia từ tổ hợp sản xuất. Đã làm việc trên 48 và chiếc Ulibert 48 và điều thú vị trên bánh xe thép. Trong đó thì U4220T2 đã cải thiện các thông số hiệu suất chính của mô đun. Sản xuất video cho các bộ phim dài tập do ủy quyền đã được quay về những phát triển hiện đại và thành tựu của công viên nghiên cứu Sara, công viên đổi mới công nghệ. Bộ phim mới cho thấy các dự án đổi mới đã được thực hiện với sự hỗ trợ của công viên. Lớn nhất và tiên tiến nhất trong số đó là USCAI Transport. Trong quá trình quay bộ phim, một cuộc phỏng vấn đã được ghi lại với Anatoly Zhitky, nhà thiết kế chung và là người sáng lập ra USCAI Transport. Cuộc phỏng vấn này sẽ giúp cho người xem tìm hiểu thêm về công nghệ đường dây. Đây là tin chính của ngày hôm nay. Vâng, hãy chắc chắn là bạn thích cái bản tin này và hãy để lại những nhận xét và chúng ta hãy hẹn gặp lại nhau. Xin chào.